Thì ông bà nội muốn an tâm để nuôi cháu, thì cũng sợ hẳn là mai mốt lại về bắt cháu đi. Nên ông bà nội kêu ký giấy vậy cho ông bà nội an tâm, chứ cũng không có gì. Thì ông bà nội có dành luôn bán cho ông bà nội cũng được, có sao đâu. Ông bà nội cũng nuôi nó đâu, chứ đâu, ông bà nội đâu có bỏ đâu mà sợ. Cứ ký giấy vậy cho ông bà nội an tâm vậy thôi. Dạ Thái mến chào quý bà cô chú đang xem trên kênh YouTube cũng như là trang fanpage của Sức Sống Mới nha. Thì hiện nay là buổi chiều, thì Thái đang có mặt tại cái cánh đồng hoang của Bình Sơn, Long Thành, Đồng Nai quý bà cô chú. Thì hiện nay thì anh Hận thì cũng đang bán dừa ở đây nè. Thì hiện nay là quý cô chú chị mình thấy không, hiện nay là buổi chiều ngày Chủ Nhật thì bà con tập trung ở đây thả dừa rất là nhiều luôn á. Đó nên là anh Hận đến đây bán thì cũng như là có rất là nhiều người thì có thể là sẽ bán được nhiều trái dừa. Đó thì bây giờ trước hết thì Thái sẽ quay cho quý bà con bà cô chú về những cái con diều. Đó rất là đông luôn mấy con diều quý bà cô chú. Đó diều rất là nhiều luôn á. Đó. Đó có những cái con diều nè, con diều con ma nữa nè. Đó. Rất là nhiều diều luôn. Thì bên đây thì cũng có cái con bạch tuộc nè, thấy không? Đó. Rất là nhiều quý bà cô chú. Đó thì bây giờ thì Thái mời quý bà cô chú mình vào qua bên kia đường ha, để mà cùng trò chuyện với anh Hận ha quý bà cô chú. Rồi chào anh Hận nha. Chào anh. Rồi cho em gắn em hết coi. Rồi. Nãy giờ bán dưới 1.000 trái à? Dưới 1.000 trái hả? Ở đây rất là đông luôn ha Hận. Buổi chiều ngày hôm nay rất là đông luôn ha. Ra đây có nhớ về cái tuổi thơ của mình đi thả diều hồi xưa không? Có, hồi xưa thả diều hoài mà đâu có được cái diều đẹp gì đâu. Hồi xưa là đốn trúc tre rồi mà tự làm mà. Rồi lấy mấy cái tấm bạc á, rồi mai vô, rồi dán vô, rồi thả thôi. Dạ. Đó đâu có được, có tiền mà mua con diều đẹp gì để thả. Quá trời, những con diều bây giờ hiện đại quá trời luôn. Những con diều rất là đẹp. Những diều mà thả đến tối á, có đèn chiếu, chốt rồi đẹp lắm. Không dính, mít lớn mà không sao đâu. Đó, ở đây thì bà con tập trung thả diều rất là đông nè, còn anh Hận thì ở đây cũng bán dừa. Đó, dừa quý vị chú. Nó chặt sẵn hết trơn rồi nè. Khách tới là cứ dạt đầu là uống thôi. Chặt sẵn thủ để sợ khách đông quá chặt không kịp. Dạ. Anh chồng uống không? Em mời anh uống nước dừa. Làm em trái đi. Rồi, làm em trái luôn đi, hai anh em hai trái đi anh. Rồi, có ngay thưa quý khách. Ủng hộ đi. Ủng hộ cho anh Hận ha. Rồi mấy chị em rồi có ai uống nước không? Đó. Mỗi người trái trái này. Dừa đây, mình có ly mang đi luôn anh Thận. Đó. Nè, mời anh chọc uống trước đi. Đó. Dừa nắng hơn kỳ mà dùng một ly thôi. À, một ly này thôi có 10 ngàn. 12 ngàn. 12 ngàn, 13 ngàn, tùy cái trái. Đó, rất là mát luôn. 12 ngàn. 12 ngàn một ly đây cô bác ơi.
Đây nguyên chất luôn. Đó, có khách đến mua ủng hộ rồi kìa. Quá trời anh Mập khai trương đắt khách luôn rồi. Khai trương cái là khách lại mua là chặt không kịp luôn. Đá không chị? Ủng hộ gà trống nuôi con mấy chị ơi. Ủng hộ gà trống nuôi con mấy chị ơi. Gà trống nuôi 5 người con thơ luôn. Quá đẹp luôn. Buổi chiều ngày hôm nay rất là đẹp, có những cái con diều đặc sắc nè. Đá không chị? À, mấy đứa nhỏ không có bạn hẳn thôi. Là ủng hộ gà trống nuôi con trái dừa anh chị ơi. 12.000 đang quay nè. Dạ, cảm ơn. Đây là thằng đi bán dừa. Nè cái này là hồi trưa vợ em nó uống ba trái dừa ở nhà. Này gửi trước ba trái dừa này đi. Nè. Còn chút thì mấy này hơn nữa lát em đưa sau. Giấy 12, 15, 20, 30. Hai trái. Ủng hộ bao nhiêu trái? Chưa gửi ba trái phải không? Ba trái 30 thôi. Thôi tiền lại. Rồi. Chào anh. Anh ra nào vậy? Dạ nãy giờ cũng được 30 phút rồi anh. Nay ông nội rước bé Phương Anh về quê rồi đó. Anh thấy như thế nào? Bé Phương Anh đi đó vợ với mình đi về quê thì cũng hơi buồn. Quá buồn chứ hơi buồn gì. Trên cộng đồng mạng thì sau khi mà đăng tải cái video clip mới vừa rồi á, có một số câu hỏi hẳn là bà nội rước cháu về mà ký giấy thì cũng không rõ là như thế nào, anh có thể chia sẻ vấn đề này không? Vâng, cái này thôi. Thì ông bà nội muốn an tâm để nuôi cháu thì cũng sợ hẳn là mai mốt lại về bắt cháu đi, nên ông bà nội kêu ký giấy về cho ông bà nội an tâm chứ cũng không có gì. Thì ông bà nội có dành luôn bán cho ông bà nội cũng được, có sao đâu, ông bà nội cũng nuôi nữa đâu chứ, ông bà nội đâu có bỏ đâu mà sợ, cứ ký giấy cho ông bà nội an tâm vậy thôi. Anh có nghĩ là ngoài cái vấn đề đó nó còn những vấn đề khác không anh ạ? Không. Chứ thường thường ông bà nội nuôi hồi đó thì nuôi bé Phương Anh là cũng 5 năm rồi, chứ đâu có ít đổi gì đâu mà bây giờ tự nhiên cái lên thì bắt có thì cháu nội thì về ở với ông bà là chuyện bình thường mà. Mà tại sao là phải ký giấy rồi là ký giấy cho con. Đó nãy em có đọc có để cái chữ là ký giấy cho con. Sau này là ông bà nội là toàn quyền quyết định hết, là anh không có quyền quyết định về bé Phương Anh nữa. Tại vì lúc trước bé Phương Anh ở với ông bà nội đi học tới lớp 5. Rồi cái thời gian sau cái về dẫn bé Phương Anh lên. Rồi lần này ông bà nội không an tâm, nên ông bà nội kêu làm giấy thôi chứ cũng không có gì đâu quý vị. Có nghĩa là anh nói giống như là ông nội bà nội cũng không còn tin tưởng anh cho lắm đúng không? Cho nên anh làm giấy như vậy đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà theo em suy đoán là giống như là có một cái gọi là cái bàn tay nào ở ngoài sau cái vụ này. Anh suy nghĩ như thế nào? Không có gì đâu anh. Thì
em đăng tải những cái video đó lên đó, thì khán giả người ta nói rất là nhiều, người ta bức xúc về cái chuyện này, nói ông nội bà nội sao đón cháu về mà lại ký giấy rồi lăn tay nữa, giống như là anh Hận đây về dưới nuôi khoảng chừng cho Phượng Anh lên vài ký cái bắt lên đây nữa hay sao á. Thôi ông mà nội già lo xa thì cứ ký cho ông bà nội yên tâm đi, cũng không có vấn đề gì, quý vị đừng có bận tâm không thì sao nói đâu. Chung thì về với ông bà nội thì tụi em cũng rất là mừng, nhưng mà tụi em cũng đang nói chung là lo lắng cho bé với lại cho anh thôi. Nhiều khi có những cái bằng thế lực nào ở phía sau nữa, có nghĩa là nhiều khi hai bác trai ở nhà thì cũng rất là hiền, ai nói sao thì nghe vậy đó. Theo như Minh nè, Minh này có suy nghĩ một cái từ đầu đến cuối nè, theo như Minh đó, Minh Nguyễn nè, có ý kiến gì về cái chuyện này không? Nói chung là theo Minh thì trong cái câu chuyện này á, hôm nay ông bà nội đón cháu về thì cũng có làm một số cái thủ tục pháp lý. Thì nói chung ra thì chuyện gia đình của anh Hận thì mình cũng không có muốn đi sâu, nói chung là cũng thương cho mấy đứa nhỏ thôi. Mua rất là thương cho mấy đứa nhỏ thì gia đình có như thế nào thì mình cũng mong muốn là gia đình của anh Hận hòa hợp với nhau, anh chị em cha mẹ vui vẻ để mà có một cái cuộc sống hạnh phúc thôi đó. Thì những cái lỗi lầm xưa thì anh Hận anh cũng về quê anh cũng quỳ trước cha mẹ của anh thì cũng xin lỗi, thì cũng là mong sao những gì anh Hận hứa thì sau này sẽ cố gắng để mà làm phát triển lên mà để nuôi mấy đứa con của ảnh đó, thì mình chỉ biết như thế thôi. Còn mình là người chia sẻ thông tin thì mình chia sẻ một cách khách quan và toàn diện, lấy những cái thông tin từ nhiều phía cộng đồng mạng xem, cũng mong xem và hiểu cho các anh em YouTuber, không phải là anh em quay bên này rồi quay bên kia, hoặc là theo bên này theo bên kia, hoặc là quay lên để mà câu view câu like để mà xin tiền mạnh thường quân đó. Thì nói thật ra là thực tế là như thế. Thì bây giờ thì nói chung là mình phân tích để mà cho anh Hận anh nghe để anh hiểu, thì anh cũng nói là cha mẹ thì nói chung là làm như vậy là cho mẹ an tâm. Cũng có thể là anh Hận này lúc trước thì có khi là anh hứa nhiều lần nhưng mà anh thất hứa nhiều lần, nó nên là cha mẹ cũng muốn cho cái sự an tâm nên là cũng ký giấy như vậy để sau này khi mà anh Hận có về có bắt thằng kia thì cũng có vấn đề dặn về cho Phượng Anh lên đây chơi hay là gì đó, nó sẽ có những cái giấy tờ nó vô khuôn khổ đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ là anh Hận không còn quyền nào để mà nói về Phượng Anh nữa. Bây giờ ông nội và nội là quyết định hết hơn, tại vì giấy đã ký xong rồi. Đó là anh em nãy giờ hỏi thấy buồn vậy anh Hận. Nhớ Phượng Anh à? Nhắc tới Phượng Anh thì nhớ. Mấy con mình là mất buồn của mình mà. mới có đưa con về hồi trưa đi vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà thấy nhớ thì đúng rồi, cha mẹ nào không nhớ con mình. Hồi nãy là Phượng Anh ra xe lúc mấy giờ anh Hận? Hai mấy phải không? Cũng 3 giờ ạ. 3 giờ. Mày sao đi sớm vậy? 6 giờ 7 giờ xe mới đón mà. Sẵn đây xe của mấy anh thám tử về á, thời gian ra ngoài luôn, tại đồ đạc cũng nhiều. Cho nhờ đi xe ha. Bây giờ anh Hận cũng rất là khó khăn luôn á, giống như là bây giờ một mình anh nuôi 4 người con ở nhà trọ nữa. 4 người con đó là một tháng là gửi hết bao nhiêu tiền này? 6 triệu. 6 triệu anh Hận. Đúng rồi. Thường mà anh bán có cứ có Phượng Anh thì anh bán 100 trái, giờ có Phượng Anh phải bán 1.000 trái mới được.
ngàn trái bán cũng được, chắc tháng mới được. Tháng mới được ngàn trái à. Rồi còn cái đâu rồi, cái ly của em đâu? Em uống để đâu? Chưa, anh chưa làm đúng không? Em ly luôn đi anh ạ. Chị ủng hộ kìa, chị có chị ủng hộ kìa. Hai ly, hai ly. Gà trống nuôi con, gà trống nuôi năm đứa con. Chị lên đó không chị? Lên YouTube rồi đánh anh Thuận là có ảnh à. Hai trái nhiêu, hai bịch nhiêu? Dạ 24.000. 12, 24 chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi luôn, có lọc rồi đó. Thấy em mới hàng được không anh Hằng? Quá mát tay luôn. Rồi, cảm ơn chị. Mới luôn á chị, mới chặt luôn á chị. Không, em đứng đây em mới quay mà. Chặt không kịp nữa nè. Em quay ở trên đây là nhiều người coi lắm á. Còn thiếu mấy ly nữa nè. Mới chặt không đó. Nãy giờ chặt còn thiếu mấy ly rồi, chưa giao đủ nữa nè. Đó, hiện nay thì ở khu vực này rất là đông quý bà cô chú ơi. Đó, rất là đông luôn. Nhiều quá trời luôn. Quá đông luôn đó. Đó thì vừa qua thì cũng nghe anh Hằng trình bày vậy thì cũng mừng rồi. Nói chung thì ký giấy như vậy để cho ông bà nội an lòng thôi. Ký giấy cho ông bà nội an lòng nè, của anh Thảo nè. Để mà ông bà nội nuôi dạy cho mấy bé. Còn thiếu ai nữa ta? Nãy giờ mình quên nữa chứ. Trời ơi, rất là ngọt quá cô chú anh chị ơi, ngọt lắm luôn đó nha. Em ơi, có thì hôm nay thì em cũng cập nhật cho quý cô chú anh chị mình buổi chiều chủ nhật thì thường thường á thì buổi trưa là anh Hằng anh bán ở chợ Bình Sơn, còn buổi chiều thì thường thường là chiều thứ bảy chủ nhật á thì ở đây thì có bà con ở đây để thả diều á thì anh Hằng ra đây để mong là sẽ bán được nhiều trái dừa để mà mua tã sữa cho mấy đứa bé với lại đóng tiền giữ trẻ nữa thì rất mong là quý cô chú anh chị mình có ở gần cái địa điểm này á thì cô chú anh chị mình hãy ủng hộ cho anh Hằng ha để mà ảnh có động lực hơn nữa cố gắng làm ăn. Đây có một bé đó ủng hộ dừa của anh Hằng đây đó, con mua mấy trái nè, một trái ha, mua một trái ha, có gì phải sợ, có gì đâu. Con lo bình thường thôi, có gì đâu. Mua nổi luôn á. Mới có đâu đẹp quá trời hết vườn. Bên chú có 1.800 người sẽ đang xem à. Con đừng có mắc cỡ, con chạy đi luôn nha. Đợi chú thôi cái. Mới có 10.000 người đang xem con á. Kìa cô Thủy có ủng hộ không kìa? Rồi ủng hộ trái vườn gà trống của con anh chị ơi. Một trái 12.000 người. Cô Thủy, cô Thảo đâu nè. Còn tiền thối nè, con gái ơi. Lấy tiền thối nè, con gái ơi. Quên luôn hả? Thôi thì vừa qua thì thấy cũng rất là mừng khi mà anh Hằng ảnh ly thì còn hết nắp luôn. Hiểu được cái câu chuyện ký giấy tờ là để an lòng cho ba mẹ thôi chứ không có vấn đề gì xảy ra với cô chú anh chị ơi. Thì cũng rất là vui, tại vì lúc đầu thì thấy cứ nghĩ là ký giấy tờ này thì có vấn đề gì đó. Đó. Nhiều khi người ta thường nói bút xa là gà chết đó thì anh Hằng cũng đã giải thích như vậy thì có thể là sẽ làm hài lòng quý cô chú anh chị mà đã xem rồi đó. Thì bây giờ thì thôi Thái cũng xin được kết thúc cái video này ha để mà gửi đến quý cô chú anh chị mình ở video tiếp theo à. Rồi bye bye tất cả mọi người à. 12.000